Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được hoàn thiện dự thảo và đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. Từ kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, đơn vị tư vấn đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở ngành địa phương nghe Sở Du lịch báo cáo nội dung điều chỉnh đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tại cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Du lịch cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, Sở đã phối hợp với đơn vị tư vấn bổ sung chỉnh sửa đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án đã được chỉnh sửa, trong đó chú trọng nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ du lịch, áp dụng cơ chế đặc thù và chính sách ưu đãi đào tạo nhân lực du lịch, thực hiện chính sách ưu đãi bằng hình thức cấp học bổng đối với sinh viên chuyên ngành du lịch có hộ khẩu thường trú tại tỉnh. Đóng góp ý kiến tại cuộc họp, đa số các thành viên tham dự họp đều cho rằng một số nội dung trong đề án còn dài dòng, mang tính chung chung. Cần bổ sung thêm nội dung về nguồn nhân lực nhà hàng khách sạn, cần rà soát kỹ các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch để có hướng đề xuất đào tạo phù hợp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Ngọc Khánh, yêu cầu Sở Du lịch tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, đồng thời tóm tắt lại đề án gửi Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, đóng góp thêm ý kiến. Trên cơ sở đó, tổng hợp bổ sung vào đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hoàn chỉnh lại dự thảo tờ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy thông qua.